À, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm qua thì mình có dạo một vòng toàn bộ làng hoa, thì mình cũng có nắm sơ bộ một đề giá của các loại hoa. Nhưng hôm qua thật sự thì mình cũng quay cái đồng cúc mâm xôi xong rồi nắm giá, cũng thấy nét mặt rạng rỡ của người nông dân. Thì hiện tại thì mình đang ở đứng ở xã Tân Khánh Đông, trong khu dân cư xã Tân Khánh Đông. Thì khu dân cư này hiện còn rất hoang sơ và rất là trống, cho nên người dân họ thuê diện tích toàn bộ khu dân cư đấy, họ trồng gần như là 99% mà qua cát tường. Nhưng hiện nay thì tôi đi đến thì thấy nét mặt rạng rỡ của người trồng cát tường không có gì. Nét mặt của nông dân trồng cát tường không được vui vẻ lắm so với người trồng cúc mâm xôi. Thì theo mình biết thì hiện nay thì cát tường rất là ế. Thì theo một số nhà vườn thì hiện nay do cát tường trồng rất đại trà, trồng rất nhiều ở thành phố Sa Đéc và nhất cái là làng hoa, cho nên hiện nay thì các bạn cũng biết rồi mà, cung nhiều hơn cầu thì bao giờ cũng hàng hóa cũng ế, cho nên thương lái đến mua cát tường rất là ít. Và giá tường hiện nay thì cũng không có cao lắm so với cùng kỳ năm ngoái, có lẽ là hơi thấp hơn, nhưng giá cả thì tất cả các vật giá như chậu, như phân gom, như nhân công hay là phân thuốc gì, tất cả này nó cao hơn so với năm rồi. Cho nên theo mà hiện tại thì người dân trồng cát tường sẽ không có lời, bị lỗ từ lỗ tới hòa là cao. Chào các bạn, hiện nay thì giá cát tường cũng như tình hình thu mua cát tường ở làng hoa Sa Đéc được thương lái đến mua và bán như thế nào, giá cả như thế nào, thì để mình đến một chị chủ đồng bông các hàng cát tường ở đây để mình hỏi thăm chị, để chị cho biết thêm cùng các bạn biết nha. Các tường năm nay tình hình sao chị? Cũng tạm tạm, Giờ là hơi nhiêu? hơi bị nhiều, Bây giờ là nhiêu cặp? cũng nhỏ là 65.000. Nghe nói năm nay các tường mình đụng lắm không? Đụng Thấy ở dưới làng qua người ta cũng nói nè, năm nay là như đụng hay gì? Thương lái ít có như năm rồi. Năm nay khu vực làng hoa mình trồng cát tường nhiều lắm. Điều mà số lượng đạt cũng không có nhiều. Đạt tiêu chuẩn không? Đúng rồi. Các bạn ơi, nghe chị trồng hoa cát tường đã thổ lộ cho mình biết rồi đó. Vậy các bạn hãy nhanh tay mua cát tường đem về nhà mình trưng sớm sớm nha. Thì hiện một cặp cát tường mà nếu mà đẹp đẹp trưng được thì chị nói vừa rồi nói 65.000 một cặp đó. Thì giá này thì nói chung mỗi nhà thì trưng một vài.
trước mặt các bạn là đồng cát tường bạc ngàn trong khu dân cư xã Tân Khánh Đông. Thì cũng như những clip trước mình có giới thiệu cho các bạn biết một vài loại hoa hay là cây ăn quả, thì mình cũng hiện nay mình cũng xin chia sẻ với các bạn, mình cùng nhau nắm thêm và hiểu thêm về qua các tường như các bạn. Thì qua các tường này có nguồn gốc từ miền Tây nước Mỹ nha các bạn, nó có khả năng chịu lạnh tốt. Các tường là loại cây thân thảo nha các bạn, lá trơn mọng nước, tùy thuộc giống cây, điều kiện thổ dưỡng, có thể cây ngắn ngày hay là cây lâu năm, thì cây cao nhất từ 1 tới 2 năm nha các bạn. Ở Việt Nam thì qua các tường được trồng nhiều ở Đà Lạt, do khí hậu ở Đà Lạt nó lạnh. Thì qua các tường là qua đối xứng nha các bạn, có hình chuông ha. Qua các tường được dạng lưỡng tính tự thường phấn nha các bạn. Có hai dạng hoa đơn và hoa kép nha các bạn. Có màu sắc, màu kem nè, màu tím nè, màu vàng nè, màu hồng nè, màu hồng phai nè, màu tím đậm nè, màu trắng viền tím nè. Còn hạ cát tường thì có kích thước rất nhỏ nha các bạn, với nội nhũ dầu nhiều nha các bạn. Phôi mầm lớn nè, khi chín nè, hạt có màu đen nhánh nha các bạn. Cây hoa cát tường thì có hai loại giống hoa kép và giống hoa đơn, có nhiều màu sắc khác nhau. Thì hoa cát tường từ khi gieo hạt tới khi mà cho hoa thì kéo dài từ 7 đến 8 tháng nha các bạn. Cây cao khoảng từ 15 tới 120 cm tùy giống nha các bạn. Thì lá đơn, mọc và đói nha, không có lá kèn nha các bạn. Có hình oval nha, hay hình bầu dục. Thì cây hoa cát tường sinh trưởng và phát triển tốt trong các trong điều kiện nhiệt độ, ví dụ như nhiệt độ từ 15 tới 20 độ C, ánh sáng tự nhiên từ 70 đến 80 ha. Rồi độ ẩm thì 65 đến 75. pH thì độ pH là từ 6.8 nha các bạn. Thì đất cần có hàm lượng dinh dưỡng cao, nhiều canxi, nhiều mùn, dễ thoát nước nha các bạn. Qua các tường sau khi mà cắt khỏi cây thì có thể giữ từ 1 tới 2 tuần nếu được chăm sóc tốt. Thì hoa cát tường là loài hoa đa số những người Á Đông rất yêu thích hoa, vì tên của nó có ý nghĩa là may mắn nha các bạn. Từ cát tường cũng như các bạn biết rồi, đó là từ may mắn ha. Ở hoa cát tường thì người ta dễ dàng nhận thấy một vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngọt ngào và quý phái nha các bạn. Và đó cũng là một món quà mà nhiều người lựa chọn để gửi thông điệp yêu thương của mình đến những người thân yêu ha. Thì hoa cát tường vốn có nguồn gốc từ miền Tây nước Mỹ nha, sau đó được du nhập nhiều quốc gia trên thế giới. Thì ở Việt Nam hoa cát tường được trồng chủ yếu ở Đà Lạt. Thì ở hoa cát tường người ta tìm thấy một vẻ đẹp mỏng manh cùng rất đổi đầm thắm, những cánh hoa mềm mại như lụa cùng với màu sắc nhẹ nhàng đã khiến hoa cát tường gợi đến một sự yếu đuối cần được che chở. Nhưng trái lại, sự mỏng manh, sự yếu đuối ấy, cát tường lại là một loài hoa có sự vươn lên rất mạnh mẽ nha các bạn. Cũng bởi những đặc tính ấy mà hoa cát tường là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Nhưng tình yêu của hoa cát tường không nồng nhiệt như hoa hồng, đó là một tình yêu nhẹ nhàng, mềm mỏng và tinh tế. Chính những cánh hoa đáng yêu, một số thông tin về hoa cát tường mà mình đã chia sẻ cùng các bạn. Khi xem được clip này thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình, để mình có động lực để làm những clip tiếp theo nha các bạn. Mong các bạn nhấn chút thời gian để like và đăng ký kênh của mình ha, để kênh mình ngày càng được phát triển tốt hơn trong tương lai sắp tới. Thì sau cùng mình chúc các bạn một năm mới đầy thắng lợi và niềm vui.
hạnh phúc bên gia đình và người thân nha các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.